60. Chị phải hơn em 70. Vậy ghét là một thằng con trai. Ủa lộn lộn lộn. Trước hết tụi tôi xin gửi một lời chào thân ái và nồng nhiệt quan viên ha. Và đây là chuyên mục Ai hiểu anh Lê Thanh Hà. Mày muốn rap được bằng như tao. Tài sắc đàn áp để rap cho tuyên thệ. Không kỳ chẳng biết nổi mấy hôm nay tao phải sống vì gì lắm. Lẽ đây tao dắt à. Mình gặp anh Hà hồi cấp 3. Phất bồi, bét bồi, dạ, râu ria. Tôi gặp anh Hà năm lớp 10, nó là thằng nớt. Mà nó nớt lắm mọi người à. Để dạng gần như đậu đinh á. Xong sau này nó đi diễn sâu, ít nói. Lùng nhưng mà đẹp trai được cái mặt. Lúc này lúc kia, nhiều khi là bằng mặt mà không bằng lòng. Ngồi bên cạnh gà, không nói gì hết trơn á. Lúc đó mình hỏi gà ai đây, thế là gà nói là à bạn của anh Lên. Nói là ui nhân viên mới hả? Không, bạn của anh Lên chơi thôi, chơi đến giờ. Hà cũng ngồi kế gà và cũng ngồi chơi game. Hà cũng khá là bố đời ấy, không thèm nhìn ai, cũng không thèm chào ai, cứ cắm đầu chơi game. Không dám hỏi vậy đó, xô chút gà đi ra chỗ khác thì mình mới lại hỏi ai vậy gà. À Hà Lê bạn anh Lên chơi, chứ cũng không nói là nhân viên luôn, chỉ châu nói lạo ấy. Nó là rapper gì đó. Rapper Triệu Vương. Xong cái mình á, không biết gì chưa. Nó là một cái MV rap của Infamous. Bởi là Hà mặc vest, mặc trẻ châu, mặc vest, đéo là thể thống gì hết. Thì mày tưởng tượng là cảm giác mà mày mới nhìn một cái ai đó trên clip á, nhìn nó lung linh lắm, tới lúc gặp ngoài nhìn nó hơi theo có ấn tượng gì đó, không có gì đặc biệt nữa, mình ấn tượng về nó luôn á. Hay im im, ít nói, lạnh lạnh, với ngủ nhiều. 50. Nếu như bạn hỏi năm 2013 cho đến 2015 thì mình tự tin trả lời là 90%. Còn bây giờ để lại năm 2020, Hà đã có nhiều biến chuyển rồi. Chị biết về sở thích của Hà thôi. 60. Chị phải hơn em 70. Chạy. Sao chụp 70%? Phát với Bảo trả lời giống nhiều. Ở gần quá chắc biết hết mấy cái sở thích rồi. Sở đoản, sở ghét, sở khanh. Trung học thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5. Trung học thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trung học thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, trung học. Đừng có nên đúng rồi, nói cái khác đi. Học chung với lại gà. Trung học. Có không trung học thực hành. Chưa biết là nằm ở đường An Dương Vương. Trung học thực hành Đại học Sư phạm. Cái gì đó An Dương Vương quận 5. Trong 3 năm cấp 3 của mình vui lắm mấy bạn. Trường nó nhỏ xíu nên ấm cúng lắm. Chè. Những đồ quá ngọt. Nhưng mà ăn chè khúc bạch được. Nhưng chị ăn cục khúc bạch. Không ăn nước. Tâm hồn. Đồ ngọt. Bởi vì anh kêu là anh sợ ngọt. Ngọt quá anh bị rùng. Chè. Chứ ai cũng biết hết mọi người. Ngon như vậy, một cái món ngon như vậy. Nhưng mà thôi sau này mà có về chung nhà thì sẽ quen thôi. Chè. Chắc chắn là chè luôn á. Nó luôn thể hiện cái việc ghét chè với tất cả mọi người đó, mọi người đừng mời nó. Biết đâu chè là cái món nó thích nhất rồi. Chè, cơm rượu nữa. Nồng quá chịu không nổi. Kim ngưu. À kim ngu. Thế là tháng 5, ừ đúng rồi, kim ngưu đấy. Kim ngưu. Tháng 4. Tháng 5. Quên, mới tháng 5. Nhớ rồi, bữa mới tặng quà. Quên, xin lỗi mọi người. Chết mẹ rồi. Kim ngu. Mình chỉ biết Hà sinh nhật tháng 5 thôi, tại vì mình không rành cũng hoàng đạo. Kim ngu sinh ngày 15 tháng 5 năm 1995. Vì mình là một kim ngu, mình sẽ không tin vào những cái chuyện liên quan tới chồng sao. Chắc là cái thằng như tao rồi, hoặc là Tây Du, hai cái đó thôi. Chứ anh Hà phải một... Là người trong văn phòng, lột Hà nó có nhiều nhân cách lắm em, đều biết rồi. Ờ, anh Hà sẽ trả lời, nếu như là một gì đó. Ghét một thằng như tao. Ghét một thằng như tao. Trời ơi, bà đó 3 triệu view mà không nghe. Tí lên em nghe. Ghét là một thằng như con tao. Trai. Ủa lộn. Đúng rồi. Chứ vậy cái gì nè, cái gì mà ghét một thằng như tao. Đó là ghét một thằng như tao. Thật ra tao không biết phải là bài hit đầu tiên của Hà không. Gà đó, nó khỏe. Nhóm tao là MV nè. Lãng là bản đầu tiên ở trên YouTube được 1 triệu view. Nếu mà gọi là hit mà kiểu đại chúng chắc. Anh Hà sẽ trả lời, nếu như là một gì đó. Là ghét thằng như tao 3 năm hơn rồi. Hit trong lòng mình thì mấy bài mà lúc mà mình mới viết, lúc mà cùng chơi rap với mấy bạn trong trường. Chung năm với kênh Người Giao Văn Phòng được lập ra. Vậy là tháng 4 năm 2018. Tháng 3 năm 2018. Nhớ luôn. Không, tại vì cái tháng đó là mình đi Hà Nội. Tao với mày tự nhiên đi Hà Nội về thấy ổng ngồi cục đó. À team đi Hà Nội 2018. Đợt 1 triệu sốc. Gà lẳng lặng mở cửa chính cho Hà bước vào. Từ đó bước vào luôn. Giờ làm trưởng team luôn. Anh Gà giới thiệu ai cho Hà chơi là Hà chơi với người đó, không chơi với anh Gà nữa.
đó là tháng 3 năm 2017, 18. Tao nhớ là đi đợt đó là đi ra Hà Nội. Không phải năm ngoái, không phải năm trước nữa. Năm trước nữa đó, khoảng tháng 4, tháng 3. Trùng hợp lúc đó là có một editor của Arsenal miền Nam Hồ Chí Minh nghỉ. Thế là thiếu trống một slot. Thì đó gà mới gọi điện cho mình. Ê, bên tao đang tuyển edit. Thôi đi đi, có gì tao chỉ cho mày tuần là biết xài mà. Thôi ngại lắm, mất công, cái nó chửi. Ừ, tương lai của mày, mày muốn làm gì làm. Cuối cùng mình ngồi đây mấy bạn. 2013 đến 2015 á, thì trả lời cậu Long được, còn bây giờ đâu, tới năm ngoái vẫn thấy hẹn hò chơi cậu Long. Hẹn được đúng một ngày duy nhất luôn. Tao có bao giờ thấy không chơi đâu, không chơi thể thao đâu. Tới tập gym không? Không luôn. À, bóng rổ. Phải không? Thấy team người trong văn phòng thấy chơi bóng rổ đó chắc thích chơi bóng rổ. Là môn cầu lông. Để biết. Tao nghĩ đó là môn eSports, đó là Dota 2. Đó không là môn thể thao mà. Chưa bao giờ thấy Hà chơi cầu lông. Nhưng mà tao đã thấy rất nhiều lần trong giờ làm việc nó chơi thể thao rồi. Gạch dưới trong giờ làm việc. Ừ, không thấy chơi gì luôn. Chơi bóng không. Em tưởng anh Hà thích ngủ. Hà không thích chơi thể thao. Anh Hà suốt ngày ngủ thôi, cầu lông. Nếu mà chọn đại thì chơi game gọi là thể thao không em? Là vật lộn ấy. À thế làm sao mà à? Không thích vận động, không có thích một môn thể thao nào nhiều quá. Nhưng mà chắc là anh thích đánh cầu lông với lại đá cầu. Bộ môn đó ít nhất anh chơi được. Phải chọn một trong hai hả? Thư. Thư. Cho mình một cái sự bắt buộc thì chắc chắn là ông Hà phải chọn Giang. Tại vì bà Thư bà có chủ rồi. Là Giang cơ hội tốt hơn. Đó, chọn chọn Thư, tự nhiên Thư có bồ, tự nhiên chọn Thư mắc cười. Thư, thật là Thư. Tôi nghĩ là nó đéo chọn một trong hai người. Giang, Thư. Chọn mình thôi chứ sao giờ, đúng không? Nhưng mà chị nghĩ là đa số thì mọi người sẽ chọn về phía chị. Đau quá, máu. Thích một cái người đã có chủ nghĩa là các bạn chỉ dành với một người. Các bạn thích những cái người không có chủ nghĩa là các bạn phải đấu với vô vàn người. Bao nhiêu con người phía sau Giang, anh Hà sẽ không cực khổ như vậy đâu. Anh Hà cứ bước vào đây. Chị nói cũng hợp lý, nhiều người muốn. Bắt buộc nha, này bắt buộc nha. Thì Thư có bồ rồi thì chọn Giang. Thằng Hà sẽ không trả lời cả hai. Nó sẽ kiểu khiêm tốn là mình cũng đâu có đẹp trai gì đâu mà mình cũng chả có nổi tiếng gì nữa. Nổi tiếng nhưng xấu trai. Thôi tại vì anh mình bây giờ cũng già rồi. Cũng trời đất ơi. Anh đẹp trai các thứ là tụi em đi lên văn phòng tụi em có động lực làm tụi em vui rồi. Mày có bồ rồi mày cái đời. Người ta đẹp mắc cười quá. Ủa trời ơi, anh giọng cái gì vậy? Nổi tiếng nhưng xấu trai. Anh Hà mình bây giờ cũng xấu mà cũng không nổi tiếng. Chị sẽ chọn ngược lại. Đẹp trai nhưng không nổi tiếng. À, tao chọn nổi tiếng đẹp trai. Nổi tiếng nhưng không đẹp trai. Ừ, thằng Hà nó rất là thích nổi tiếng mọi người. Thằng Hà là thằng mê fan vãi cả. Đẹp trai nhưng không nổi tiếng. Đỡ gây trái chiều nhất. Thằng Hà sẽ chọn đẹp trai nhưng không nổi tiếng. Tôi không có thích nổi tiếng này kia. Thích bố mẹ. Thực ra mình đã chọn rồi bạn. Đó lý do mà nhìn mình rất là đẹp trai và mình ngồi ở đây. Không là mình nổi tiếng rồi. Người yêu hay bạn? Có khó nha. Không, anh Đại sẽ trả lời là bây giờ mình chưa có người yêu cho nên mình không thể nào chọn người yêu. Hà chỉ có vợ. Hà chọn bạn. Vợ thôi. Đúng rồi. Người yêu. Người yêu. Mình đã chứng kiến rồi. Anh Hà là một người sống khá tình cảm. Sẽ là tình yêu. Khóc thầm lắm mọi người, khóc thầm lắm. Người yêu. Người yêu. Nó mê chim bỏ bài. Mình rủ đi cà phê đéo giờ đi cho em. Mất dài. Anh Hà mê gái lắm. Nhớ có mấy lần thất tình buồn vật vã không? Đâu chơi với ai đâu. Người yêu đấy. Người yêu đấy. Người yêu. Mặc dù mình là người theo khuynh hướng là sẽ để bạn lên trên. Đó là ngày xưa của mình, bây giờ mình muốn thay đổi, mình muốn là cô ấy lên trước. Chó bớt. Chó bớt luôn á. Con chó bớt. Chó bớt không? Chó. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Hôm bớt Michael nhà ta lên cũng được quá trời nực. Ừ. Chó. Chó. Ảnh mê Superman. Đó là dơi. Dơi thì nó sẽ giống con chó hơn. Chọn con chó. Siêu lượng. Wow, siêu lượng thật là sắc sảo. Chó, đặc biệt là chó bớt. Con dúi mà ơi, nhiều khi nghe thích con dúi thì sao? Xin sợ thành con dúi này. Mình thích bớt, husky, corgi, tùm lum con gì mình thích. Nói chung là chó là nhìn dễ thương mấy bạn. Nhưng mà mình cũng rất là sợ chó dữ. Dĩ nhiên là đi sinh rồi. Release này đã kết. DC. DC. Trời, trời cái bàn đó. Trời ơi. Bàn cho bàn. DC. DC nó theo Giang. DC là người chơi. Vậy là DC. Chắc anh là DC. DC trời ơi. Biệt là Batman người chơi. Nhiều khi nó kể quần lót nó bây giờ ra hình người chơi trong quần lót nó không biết chừng, đâu biết chừng. Cái này thật hay không mà tao cũng không muốn biết đâu. Đáng lẽ tụi bay phải cho tao biết là hôm nay quay cái số này để tao đem cái mặt nạ Batman của tao lên, tao đeo tao trả lời phỏng vấn. Đương nhiên là DC rồi mấy bạn. Ủa, mấy bạn cũng đã thấy là mình trưng một đống Batman và ông sếp Huy làm gãy cái gì đó. Ok, từ xe bay không? Tự nhiên nhớ ra tức quá. Hiện tại chị gái đó đang tóc ngắn dài. Bị bồ ôm tóc dài. Cái người mà anh Hà thích mê tới bây giờ luôn á thì tóc dài tóc ngắn ta. Tóc dài. Đấy.
Ok, mạnh dạn nói tóc ngắn. Vừa vừa kiểu tóc ngang vai và đeo mắt kính. Theo tao nhớ là cái bức hình mà nó hung cái nhỏ nào đó rơm thì nhỏ đó là tóc dài. Anh thích con gái tóc ngắn. Mặc dù con gái tóc dài nhìn nó rất là nữ tính nha, tóc ngắn dễ thương hơn. Bự. Bự. Quỳnh Hải chắc là bự á. Bởi vì đâu có dịch là gần của cô đâu. Hà sẽ thích bự. Ừ, chắc chắn là thích bự. Who doesn't? Chị nghĩ là lép, tại vì nếu mà bự là anh Hà đã đến với chị rồi. Cái vấn đề anh chưa đến được với tụi mình là tại vì tụi mình bự. Có người bự hơn sao? Anh bỏ nha, ghê lắm nha, ghê lắm nha. Nghĩa là anh thích bự. Người ta có câu nói đàn ông đơn giản là đàn ông thích bự. Câu đó tao chế đó. Các bạn coi clip này, các bạn nghĩ các bạn hiểu Hà Lê bao nhiêu phần trăm? Mặc dù là nhà ở trên văn phòng thì cũng hay cười đùa thôi, cũng mấy em cũng hay hỏi thăm nhau ấy, nhưng mà nếu mà hiểu thì mình biết là chắc mình không hiểu đâu. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và lần sau các bạn muốn biết sự thật về ai thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đừng quên like, share và subscribe cho các channel. Tôi đứng ngồi trong văn phòng, tôi sợ nó quay lộn.